thì em hy vọng là trong 5 ngày sắp tới đây thì mình cũng vui vẻ và đi có nhiều kỷ niệm trọn vẹn để trở về Việt Nam. Còn nói chuyện đi, còn á, chị Tung chị say á.
con gái trẻ Thu Ngọc năm nay chỉ mới 16 tuổi thôi.